Kim Tử Long về cả nhà. Chú còn chào bên kia. Chú còn chào bên kia thấy không? Đâu? Chú kìa. Ờ. Chú kìa mất cửa rồi chú ơi. Công được. Vô rồi. Đó, anh lên YouTube đang chờ đi vào bên trong. Dạ, đã vô được nha cô chú anh chị. Là cuối cùng tụi em cũng được vô cô chú anh chị để chia sẻ lại những cái hình ảnh ở phía bên trong cũng như mồ của cô. Tại bên này có thể thôi mời mọi người đi vào trong. Trinh rồi mấy anh chị ở con của cô chú đó, thì cô có thể là trong cái lúc mà nhạy cảm á, nhạy cảm lại là đau buồn á, nên là gia đình muốn giữ lại một chút gì đó riêng tư, thì mấy anh em cũng có tôn trọng, nó không có quay, nhưng mà bây giờ gia đình đi về rồi thì tụi em sẽ vào để cập nhật cho những bà con cô bác khán giả mà yêu thương nghệ sĩ Trung Yến á, có thể là mình theo dõi nha, tại vì nhiều khán giả cũng tới đây nhưng mà không có vào được á, ở bên trong cũng còn đông nữa cô chú. Bây giờ là sẽ vào bên trong để cập nhật cho cô chú xem ha. Giờ mình qua nghệ sĩ Thanh Tòng hả chị? Đây nè. Bên đây nghệ sĩ Thanh Tòng luôn của chúng Trọng chứ gì. Đây nè, mới lại nốt mới nốt ngang đây nè. Thì rất là nổi tiếng trong giới cỡ lương. Thanh Tòng với cô chú anh chị. Rất là đẹp trai ha. Ngày mất 2016 cô chú anh chị ơi. Mất 2016 quê quán Sài Gòn. À, chú Thanh Tòng sinh năm 1948. Đây là mộ của chú Thanh Tòng nha cả nhà. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ, chú vậy, đâu đâu, mộ Xuân Yến để đâu rồi? Mộ Xuân Yến chạy cuối đường, chạy phải. Dạ hả? Ờ, mình vô đây là không đúng đường.
Ủa sư kiếm mình đâu trời? Dạ. Hỏi cho tự kiếm luôn á. Hỏi 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 coi sư kiếm nào vậy? Em bộ của sư kiếm đâu em? Cả hết đường này luôn hả em? Đi cẩn thận nha, hô ban cảm ơn em. Bây giờ mình đi ra để dời mấy cái xe để cái xe du lịch đi vô cái nhà chạy vòng mình chung con. Chống xương rồi cả nhà. Ủa gì kìa bí ẩn quá cô chú. Ủa gì vậy? Giống như mình cũng có thể vô mình thắp một nén nhang cũng bình thường mà đúng không ta? Sao kỳ vậy? Không hỏi không nói gì luôn. Khu này chắc không có đâu. Khu này là những xe nhà mồ quá ha. Cho vô nhưng mà không chỉ chỗ.